Những điều cần biết về Inter Miami, đội bóng mới của Lionel Messi. Những điều cần biết về Inter Miami, biến độ mới của Lionel Messi khi quyết định rời châu Âu sang Mỹ chơi bóng. Lịch sử Inter Miami. Inter Miami được thành lập năm 2018 và bắt đầu thi đấu ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ, MLS, từ năm 2020. Đội bóng này đang được sở hữu bởi bố con tỷ phú George Mas, Jose Mas và cựu danh thủ David Beckham. Trang phục sân nhà của Inter Miami là màu hồng và trang phục sân khách có màu đen. Sân nhà của Inter Miami là Derive Pinaka, đọc là Dry Pink, nằm tại Fort Lauderdale, Florida. Sân bóng này có sức chứa 18.000 khán giả và tốn 60 triệu USD chi phí xây dựng. Kình địch của Inter Miami tại MLS là Orlando City sáng chế, đội bóng còn lại của bang Florida. Trong khi đối thủ cùng thành phố là Miami FC đang chơi tại giải hạng dưới USL và trận đi giữa hai đội được gọi là Miami Classic. Thành tích Inter Miami. Inter Miami đang đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng miền Đông và thứ 27 trên 29 trên bảng xếp hạng tổng ở MLS 2023, với thành tích thắng 5, thua 11, hòa 0. Trước đó, Inter Miami lần lượt xếp hạng 19, 20 và 12 chung cuộc ở MLS 2020. 2021 và 2022. Tuy nhiên, đội bóng này từng được đặt play-off ở mùa giải 2022 khi đứng hạng 6 trên bảng xếp hạng miền Đông. Thể thức giải bóng đá nhà nghề Mỹ, MLS. Các đội bóng tham dự MLS sẽ được chia thành bảng miền Đông, 15 đội, và bảng miền Tây, 14 đội. Inter Miami thuộc bảng miền Đông. Ở bảng miền Đông, mỗi đội sẽ đá 14 trận lượt đi và 14 trận lượt về với các đội cùng bảng, cộng thêm 6 trận với các đội ở bảng còn lại. Ở bảng miền Tây, mỗi đội sẽ đá 13 trận lượt đi và 13 trận lượt về với các đội cùng bảng, cộng thêm 8 trận với các đội ở bảng còn lại. Thành tích của các đội bóng sẽ được xếp trên bảng xếp hạng tổng gồm 29 đội. Đội đứng đầu bảng sẽ nhận danh hiệu Supporter Shield. Khác với phần lớn các giải vô địch quốc gia trên thế giới, MLS sẽ có loạt trận play-off để xác định ngôi vương. 9 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ đấu loại trực tiếp để tìm nhà vô địch miền. Sau đó, hai nhà vô địch miền sẽ gặp nhau để tranh MLS Cup. Đội hình Inter Miami. Thành tích bất ổn của Inter Miami đã khiến huấn luyện viên Phil Neville bị sa thải cách đây một tuần. Hiện tại, đội bóng đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên tạm quyền Javier Morales, đồng hương Argentina của Lionel Messi. Theo đồn đoán, Inter Miami đang đàm phán với huấn luyện viên Tata Martino và Lionel Messi sẽ có cơ hội làm việc với thầy cũ trên đất Mỹ. Trước đó, huấn luyện viên Tata Martino từng làm việc cùng Lionel Messi ở đội tuyển Argentina giai đoạn 2014-2016 và Barca giai đoạn 2013-2014. Dàn cầu thủ Inter Miami được Transfermarkt định giá 34,4 triệu euro và xếp thứ 24 trên 29 tại MLS. Tiền đạo người Venezuela Joseph Martinez định giá 4 triệu euro là ngoại binh đắt giá nhất của Inter Miami trước khi Lionel Messi xuất hiện. Trong khi đó, hậu vệ Dindre Zetlin định giá 2 triệu euro là cầu thủ Mỹ nổi bật nhất của Inter Miami. Khi nào Lionel Messi ra mắt Inter Miami? Theo dự kiến, Lionel Messi sẽ đá trận ra mắt Inter Miami khi gặp Cruz Azul tại giải Liquid Cup 2023 diễn ra vào ngày 21 tháng 7. Ở đấu trường MLS, Lionel Messi có thể ra mắt trong trận gặp Sacklot FC vào ngày 21 tháng 8 hoặc trận gặp New York Red Bulls vào ngày 26 tháng 8.